Rồi, xin chào tất cả các bạn. Nói thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một con Flycam trong phân khúc tầm trung. Tuy là nó ra cách đây khoảng hơn 1 năm rồi các bạn, nhưng mà theo cảm nhận của riêng mình bay rất là nhiều con, mình thấy camera của con này hơn hẳn những con đời mới bây giờ các bạn, như là những con Bix 4W hay là con ZJRC X11 hay là con SJRC X11 cho các bạn, hơn hẳn những con đời mới bây giờ luôn. Và nó cũng không phải là camera 2K này kia, nhưng mà camera của nó rất là tốt các bạn, cũng như là độ chống rung rất là ổn so với thời điểm hiện tại bây giờ luôn các bạn. Và giá của nó sẽ rẻ hơn những con đời mới bây giờ luôn. Tuy nó không hoàn hảo lắm, nó cũng có những nhược điểm, nhưng mà mình thấy chất lượng hình ảnh của nó rất là tốt các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ bay thử vài vòng cũng như là test chất lượng hình ảnh của nó cũng như là độ chống rung cho các bạn tham khảo, để các bạn thấy được những lời mình nói có đúng sự thật không nha các bạn. Ok. Thì không thể nào giấu các bạn lâu hơn được. Nó thì con mình muốn giới thiệu đến các bạn, đó chính là con Flycam Bix 5W. Nó con này tuy đã ra lâu rồi nhưng mà mình thấy rất là ok ở thời điểm hiện tại nha các bạn. Nó các bạn thấy không? Nó cái hộp rất là to nha. Thì sản phẩm này mình vừa mua bên flycamvn.com. Nó có ghi một số thông số chỗ này nè các bạn, ba vòng tròn cũng như là đi theo mình nè, sóng wifi 5G này các bạn, động cơ không chỗ thang này kia, GPS các kiểu. Nó là cái hộp như này các bạn. Thì bên flycamvn sẽ đóng gói cho bạn rất là chất lượng nha. Đó, thì bây giờ mình sẽ mở hộp cho bạn xem về sản phẩm của em này nha. Đó, khui nha các bạn. Đó, thì là đây chính là cuốn sách hướng dẫn nè. À, không quan trọng lắm đâu, chút xíu mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Đó, mình sẽ bỏ qua bên. Mình sẽ khui bên trong cho bạn xem nha. Đó. Một cái hộp trắng rất là đã nha bạn. Các bạn khỏi lo về vấn đề mà vận chuyển nó bị hư này kia đó, khỏi lo luôn. Đó, giờ sẽ khui nha. Đó, các bạn thấy không? Bix 5W. Nó đây chính là cái phần sạc của cục pin nha các bạn. Nó có sạc của pin nè, có kẹp điện thoại nè, ở tua vít cũng như là cái đồ mà mình vịn motor để dặn cánh nè các bạn, và cánh dự phòng để thay thế. Đó, rất là nhiều phụ kiện nha. Còn phía dưới chúng ta sẽ là cái tay điều khiển nè các bạn. Đó, các bạn thấy không, cái tay điều khiển nhìn khá là to nha các bạn. Đó, rất là to luôn nè. Nó mấy cái phím này mình thấy rất là nhạy các bạn, bấm cũng rất là đã luôn các bạn ơi. Đó, thì ở đây nó xài 40 pin tiểu nè, mình cố gắng sẵn luôn nè. Đó, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem em nó nha. Đó, trước mắt các bạn đây chính là con Flycam Bix 5W. Đó, các bạn thấy không, nhìn rất là đẹp nha các bạn. Nó thì ở đây nó dùng pin là 7V 1800mAh. Thì theo như cảm nhận của riêng mình thì con này bay tầm khoảng 10 phút hơn nữa các bạn ơi, chứ không được nhiều lắm. Đó, thì mình sẽ cho các bạn xem nữa không. Cái cùm camera của nó nhìn rất là to nha các bạn. Nè, khá là to luôn. Thì con này là bản V2 nha các bạn, được nâng cấp camera. Đó, phía sau lưng này sẽ là cái thẻ nhớ nè, các bạn sẽ cắm thẻ nhớ vô đây để quay phim nha. Đó, con này cầm khá là chắc tay, khá là nặng nha các bạn. Mình thấy là con này nó kháng gió rất là tốt nữa các bạn ơi, nhìn rất là đã luôn. Đó, đây là sẽ đặt cái đèn của nó nè. Đó, mình sẽ quay xung quanh cho các bạn xem. Đó, mình cắm pin vô thử coi. Đó,
nó lên đèn rất là đẹp nha các bạn. Bạn thấy không, nhìn rất là ngầu nha. Ở đây là có hai cái đèn luôn nè các bạn. Đó. Ok thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn bay nha. Thì trước khi hướng dẫn các bạn bay thì mình sẽ nói một số chức năng cho ta điều khiển nha. Thì đầu tiên đây sẽ là cái nút mở nguồn nè. Thì để mở nguồn ta điều khiển thì các bạn chỉ cần bấm vô nút khóa đây, gạt cái nút này sang phải là nó sẽ mở nguồn ta điều khiển lên. Nó thì bên trái chúng ta sẽ là càng ga, các bạn đẩy càng cao nó sẽ bay càng cao, hạ từ nó sẽ hạ, xoay sang trái, xoay sang phải, bay tới bay lui, tạt sang trái, tạt sang phải. Thì sau khi kết nối ok, các bạn muốn khởi động máy bay thì các bạn chỉ cần bấm vô nút khóa đây, nó sẽ khởi động máy bay. Rồi sau đó các bạn đẩy từ từ lên nó sẽ bay lên. Và đây chính là cái nút mà tự động cất cánh, tự động hạ cánh bằng cái nút này. Nó còn đây chính là cái nút GPS này, các bạn gạt sang chữ B nha. Đó, còn đây là cái nút chế độ bay không đầu, các bạn gạt sang chữ A. Đó, còn mấy cái nút này là mấy cái nút sập chim không quan trọng các bạn. Còn đây chính là cái nút return to home nè. Khi các bạn mất sóng không biết đường bay về thì các bạn chỉ cần nhấn vào nút này, nó sẽ tự bay về. Còn đây chính là cái nút chụp hình. Đó, đây chính là cái nút mà dặn chỉnh camera ngóc lên ngóc xuống nha các bạn. Nó thì chức năng nó rất là đơn giản thôi các bạn. Còn đây chính là độ cao, độ xa cũng như là GPS. Đó, pin của tay điều khiển và pin của máy bay. Nó rất là đơn giản như thôi các bạn. Đó thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn bay nha. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn bay con Bix 5W V2 này nha. Thì đầu tiên các bạn sẽ lấy cái điện thoại, tải cái ứng dụng có tên là BixGo như thế này về. Nó sau khi tải về xong thì các bạn sẽ mở nguồn tay điều khiển lên bằng cách nhấn vào nút khóa ở đây, gạt cái nút này sang chữ on. Nó mở nguồn tay điều khiển lên, sau đó các bạn ghim pin vào máy bay. Thì sau khi ghim pin vào máy bay các bạn nhớ khóa pin lại nha. Đó, khóa pin lại. Nó thì để biết máy bay với tay điều khiển có kết nối ok hay không thì các bạn chỉ cần dặn cái núm camera ở đây. Nếu camera ở trên máy bay có ngóc lên ngóc xuống gì đó các bạn là chứng tỏ là kết nối ok đó. Thì tiếp theo các bạn sẽ lấy cái điện thoại, hồi nãy các bạn tải BixGo rồi đó, các bạn vào wifi, vào cài đặt này, vào wifi, kết nối wifi với máy bay là chữ Bix nè. Đó, sau khi kết nối xong thì các bạn sẽ vào ứng dụng BixGo hồi nãy các bạn tải về. Đó, vào BixGo hồi nãy nè. Nó trên đây nè, các bạn sẽ chọn thành chữ Bix 5W, rồi sau đó các bạn bấm chữ Go, các bạn bấm chữ Net Lit. Nó lúc này nó sẽ hiện camera của máy bay lên. Thì lúc này các bạn sẽ cali máy bay để giúp máy bay lấy GPS nha các bạn. Đó, thì các bạn chỉ cần quay máy bay sang phải 2-3 vòng gì đấy. Đó, khi nào các bạn thấy không, đèn xanh nó chớp như thế này nè, nó chớp tắt thì các bạn sẽ cắm đầu camera xuống, quay sang phải như thế này vài vòng tiếp. Khi nào nó dừng đèn lại thì thôi. Đó, khi nào nó dừng đèn lại như thế này là chứng tỏ chúng ta đã định vị GPS ok đó các bạn. Thì việc còn lại các bạn sẽ chờ trên tay điều khiển. Khi nào mà GPS ở đây nó nhảy lên từ 10 trở lên là chứng tỏ đã ok. Ở đây đang là 19 là tuyệt vời luôn các bạn. Đó, thì để khởi động máy bay thì các bạn chỉ cần bấm vào nút khóa đây thì nó sẽ khởi động motor. Rồi sau đó các bạn đẩy càng ga, từ từ nó sẽ bay lên thôi. Nó rất là đơn giản vậy thôi các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ nói một số chức năng trên cái màn hình của chúng ta nha. Đó, thì đây chính là cái chức năng follow me nè, đi theo bạn nè. Còn đây chính là chức năng bay quanh một điểm. Đây chính là return to home. Đó, tự bay về điểm xuất phát các bạn. Còn đây chính là cái nút mà bay theo cái hình vẽ các bạn vẽ đó. Đây chính là chụp hình với phim. Thì hiện giờ đang ở chế độ chụp hình nè, các bạn bấm vô đây nó sẽ chuyển sang chế độ quay phim, là nút đỏ, bấm vô nút đỏ nó sẽ quay phim. Đó, trên này sẽ là sóng wifi, sóng tay điều khiển, pin của tay điều khiển và pin của bay, độ cao độ xa thôi. Còn đây chính là GPS đang là 19 nè, rất chi là tuyệt vời đó các bạn. Đó, thì bây giờ các bạn chỉ cần khởi động motor và bay lên thôi, nó rất chi là ok luôn. Đó, thì bây giờ mình sẽ bay thử vài vòng để cho các bạn xem chất lượng hình ảnh con này như thế nào nha. Ok. Đó, các bạn thấy không? Tuy là có gió nhưng mà nó giữ hình ảnh rất là ổn định nha các bạn. Và cái hình ảnh nó truyền dời cũng khá là đẹp. Và nó cũng không có ít rung nữa các bạn ơi. Chống rung khá là tốt luôn các bạn. Đó. Rồi, chào bạn ơi, chào bạn ơi. Đó, các bạn thấy sao? Hình ảnh rất là chuẩn nha các bạn. Đó, tuy là có gió nhưng mà mình thấy là nó chống rung khá là tốt luôn các bạn ơi. Cũng như là giữ vị trí rất là tốt. Đó, các bạn thấy hình ảnh khá đẹp các bạn ơi. Hình ảnh tuyệt vời các bạn ơi. Đó, thì trong phân khúc tầm trung thì mình thấy là con này ngon hơn những con mình đã nói với các bạn nha các bạn. Đó, ngon hơn con Bix 4W nè, GGRC X11 nữa các bạn. Nói chung là rất là ngon, ngon hơn những con đó rất là nhiều. Đó, các bạn cảm nhận như thế nào về con Bix 5W này thì cứ comment bình luận bên dưới nha. Thì theo như cảm nhận của riêng mình thì mình thấy con Bix 5W này
camera của nó ngon hơn hẳn những con đời mới bây giờ nha các bạn. Như là nãy mình nói đó, con X4W hoặc là con X11 hoặc là X11 đó. Nhưng mà không phải cái gì nó cũng hơn đâu các bạn. Nó cũng có nhược điểm của nó. Như là thời gian bay của con này không được lâu nè, khoảng cách chuyển hình ảnh của nó không được xa nè. Nó thì không phải là không có cách khắc phục luôn các bạn. Nó thì mình có xem trên YouTube có một anh là mod anten của con X5W này cho thời gian bay rất là lâu cũng như là khoảng cách chuyển hình ảnh rất là xa các bạn, hơn 1 km luôn, rất là ngon luôn. Thì các bạn có thể dựa theo đó và làm theo. Nó thì mình sẽ tạm ngưng video ở đây. Nó nếu thấy hay thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh của mình để xem những video tiếp theo nha các bạn. Các bạn muốn mua sản phẩm X5W này, các bạn click vào đường link trong phần mô tả video mình có để đó, hoặc là lên trên web flycamvn.com. Đó, bye bye tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.